Đi, đi, mi mi. Đây là mấy con đường đi ở trong hàng hàng phụ nữ 80 mét nữa à, đường đi trong hang không à, nó qua mấy cục đá này. Mimi, Mimi đi vui không? Hội trường C6, cái này là đường này đi hội trường C6, còn em phụ nữ qua bên đây. Ở đây hồi xưa là cái này, hiện giờ là nơi chiến tích lịch sử của cách mạng đồi Tà Bạ. Đồi Tà Bạ là cái đồi thuộc của Tuy Tôn An Giang, trùng xuống lỗ khi mà Tà Nha trùng xuống lỗ. Cánh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mẹ lội qua con suối dưới mưa bao sông ngại mẹ nhẹ nhàng đưa là thôi thức giúp trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày mẹ về đứng dưới mưa che từng gác nhà nhỏ xóa sạch vết con về mẹ ngồi dưới hàng ngồi xưa cách mạng ở chốn mấy con này trong này thời đánh giặc mẹ với chìm dưới gian nan đi qua cái hẻm nữa mẹ chìm dưới gian nan mày tiếp tôi coi cái đường này tôi qua không muốn được nè mày mày ơi. Chỗ nào của không, nhưng mà nói còn cái tượng nào của bộ đội nữa không? Đường này lên đây phải trả lại không? Giọt dân giọt dài chở niềm sầu mình đi giỏi hơn tôi trong câu hát thanh bình mẹ làm gió mong manh cho
xưa là nữ đã ở đâu không? Ngày đó trong núi mẹ ru con giấc ngủ vui vui mệt nhưng mà con nước sông giấc ngủ này chỗ phụ nữ ở ngày ly hương gió xa mưa gạo mẹ ru con thiết tha nghẹn mấy đâu rồi? Lời ru nó kìa. Đất trời cho mãi đến ngàn sao. Lời mẹ ru trôi giùm con phiền muộn. Đời mẹ tôi buồn thương khó gian nan. Lặng lội gieo neo nuôi đàn con không lớn. Mưa bão không sợ dài nắng. Đèn chân đêm trường cánh tương mưa mẹ tưởng đêm 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 mẹ tha thiết như đêm 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 chẳng ta soi bóng mẹ ý. Lòng mẹ chị thương con như vầng trăng tròn. Có những em này nó dẫn đường thì là xuống cái hang. Cái hang hồi xưa các bạn mà ông trốn như thế này đây nè. Ông thuyết minh nghe không? Hang này là hang gì sao? Hả? Hang T6 hả? C6 sao mà kêu bằng C6? Mẹ nhận theo con cùng trời cuối đất. Đêm đành canh khuya hay gai gắt đi vô trong này là trung vô ha. Ở này đi ra chỗ này. Chỗ này đi đâu nữa? Đi qua hang Tĩnh Quỷ ha. Còn chung hang hết. Ngoài trời mưa rơi trong lòng mẹ. Con trẻ ơi đời dình lòng hiếu thảo nghĩa sống tình làng nào kia. Đi. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại. Cái gì cái này kêu cái gì? Câu chuyện ngày xưa. À, cơ quan Tĩnh Quỷ. Mimi. Mimi. Mẹ là Mimi. Chứa chan trôi dùm con phiền Mimi. Đời mãi trong lành. Dạ. Chìm dưới da. Mimi. Mẹ là chứa chan trôi dùm con phiền. Mimi. Rồi đi. Ở đường đi xuống không?
Đây là cái đồi Tước Dục. Đồi Tước Dục là còn gọi là đồi 2 triệu đô la. Này hang tỉnh Bủi hả? Bây giờ thì thấy trống trơn vậy chứ hồi xưa là toàn là rừng không à. Rồi vô hang tỉnh Quỷ đây, cũng chung vô hang vậy ha. Đi. Bên cái đền thờ đó có đường xuống luôn hả? Mi nó vô à, mình cũng vô theo nó đi hả Mi. Mi có cái hang này dưới đây nữa. Yeah.